Và các bạn đến kênh Xem Cách 24 giờ. MSX 125 với một biến thể ở cái dàn chân khiến người xem phải chết ngất. Cái chiếc MSX 125 là một trong những mẫu xe để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem, đặc biệt là những bạn nữ. Không những hút người xem ở một cái đẹp nguyên thủy mà nó còn tạo ra sức hút bằng những bản đồ ấn tượng. Dẫn chứng là cái chiếc MSX 125 được diễn như dưới đây đến từ maker nước bạn. Bản đồ rất nhiều màu sắc nó bật, và trong góc này ta thấy ống ánh cái sắc vàng kim loại, xanh dương với những họa tiết là mượt mà trên cái dàn áo, hay những gam màu hồng cá tính ở cái mâm trước, giả phục upside down nhuộm hồng. Trong người xem hơn, giả phục nhuộm hồng là cực đẹp. Phía cái dàn chân là cái mâm CNC cùng với cái sắc hồng. Hệ thống phanh được nâng cấp mạnh mẽ với hẹp Rainbow 2 bit màu đỏ đối xứng, được chia làm cho bánh trước và sau. Việc gắn hoàn chỉnh phải qua các sự hỗ trợ của vách nhôm CNC và từ máy cho chính xác cực cao. Hai phía tay lái với cụm thắng và con đầu chơi tạo từ nhôm CNC sắc sảo, kẹp chi đông CNC ống ánh sắc vàng, từ yên máy được tăng cường với một tay domino. Cái bộ số gãy đôi CNC cấu tạo từ nhôm sắc sảo không những mang lại cái dáng ngồi thể thao hơn mà còn giúp việc rào phanh cũng như thực hiện các bước sang số linh hoạt hơn nhất định. Hệ thống truyền tải ống ánh sắc vàng cùng với sợi sên, nó được tự động sên qua cái phát tăng sên CNC, giúp cho sên luôn ở tình trạng là căng liên tục. Bờ mông to đùng được khoe trọn vẹn với cái biển số ốp sát cái đèn hậu, tự như cái mẫu đồng con cá lớn. Hệ thống cái giảm tốc độ chơi đi cùng với bình dầu. Đây là cái món đồ chơi không những mang cái sự cứng cáp mà còn đáp ứng rất tốt độ nhún nhảy hợp lý trong đội hình. Hai thở được truyền tải qua cái ống xả Yoshimura Carbon, cho ra thứ âm thanh tê tái đầy lực, kết hợp cùng với cái bộ titan uốn lượn trong từng khúc nối nghệ thuật. Waro 110 nâng cấp cái dàn phụ tùng tắt tì. Cái chiếc Waro 110 dưới đây thuộc phiên bản năm 2007. Người chủ đã trang bị em ấy rất nhiều món đồ chơi cực kỳ chất, và chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng em ấy nhé. Sử dụng trên mình cái cụm thắng CNC phiên bản carbon bomber được gia công tại Mỹ, đem lại hình thẩm mỹ đầy sang trọng, tạo ra cái sự tinh tế và độ bền tuyệt vời cho cái dòng sản phẩm này. Đi cùng với trọng lượng vô cùng nhẹ, tuy nhiên cái thành đã khá chát nên rất ít anh em lựa chọn cái mẫu tay thắng này cho cái chiếc xe yêu của mình. Ở dùng cái cụm phanh dọc Rainbow đem lại khả năng kiểm soát phanh trước nhẹ nhàng êm ái hơn, áp suất dầu cũng mạnh hơn do cấu tạo piston bên trong siêu lớn, kết hợp cùng với bình dầu trong suốt có cái phần nắp được làm bằng chất liệu nhôm CNC, lấy điểm nhấn là vòng Rainbow làm chất liệu carbon fiber ở giữa. Dàn chân là nên bạn đứng hình với lọc combo hàng khủng theo dòng Rainbow Disc 2 bit đối xứng, kết hợp cùng với đĩa Rainbow Oro 255. Hai món đồ chơi bắt kèm thất lòng và các phát heo CNC để lắp vào xe được dễ dàng, đúng kỹ thuật và thẩm mỹ nhất có thể. Người chủ sử dụng cho mình dầu heo đỏ cùng với cái tông màu và cái mâm được phun các dòng CNC vô cùng giá trị. Một số chi tiết nhỏ của bản đồ này rất là dễ dàng trong việc thao tác, đó chính là che các nước CNC gọn gàng cùng với dàn con của Honda SP. Cái phần dài hơn được dàn các đá bắn trực tiếp vào cái dàn chân ngựa sau. Cái điểm nhấn trong góc này còn nằm ở các phần ống xả mang cái tên 4 cross đến từ công ty Levin. Cuối cùng là cái bộ chạm sau từ cái hiệu Honda thích hợp bình dầu rời nằm ở dưới, đem lại sự sang trọng và đẹp trai hơn thêm 90 lần cho con siêu của bạn. Thông qua cái đấm chỉnh trên bình dầu, người dùng có thể tăng giảm cái độ hồi trả của phụ để phù hợp với từng cung đường mà mình cần muốn di chuyển. Hãy ngắm nhìn em ấy một lần nữa nhé, trong một cốt combo khoảng hơn là 30 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ like, share, subscribe.